Theo Bộ Công Thương, thương mại Việt Nam và tỉnh Quảng Tây Trung Quốc thời gian qua đã chiếm tỷ trọng trên 1/4 tổng kim ngạch thương mại song phương hai nước. Riêng năm 2018, thương mại giữa Việt Nam và Quảng Tây đã đạt hơn 26,7 tỷ đô la Mỹ, tăng sấp xỉ 8% so với năm 2017. Nhằm nâng cao kim ngạch thương mại song phương trong thời gian tới, mới đây Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã hội đàm với ông Lập Tâm Xá, Bí thư Đảng ủy khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, Bộ Công Thương Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với chính quyền Quảng Tây, coi Quảng Tây là cầu nối quan trọng hàng đầu giữa Việt Nam với thị trường Trung Quốc rộng lớn. Việt Nam cũng sẵn sàng trở thành cầu nối giữa Quảng Tây cũng như các địa phương của Trung Quốc với thị trường các nước ASEAN. Để nâng cao kim ngạch thương mại, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đề nghị phía Quảng Tây tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi thông quan hàng hóa cho các sản phẩm nông sản xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là các mặt hàng hoa quả tươi khi đến vụ thu hoạch. Mong muốn Tổng cục Hải quan Trung Quốc sớm cấp phép nhập khẩu chính thức một số mặt hàng nông sản mà phía Quảng Tây có nhu cầu lớn như là chanh leo, măng cụt, sầu riêng, khoai lang, v.v. Ông Lộc Tâm Xã cho rằng hai bên có lợi thế rất lớn trong việc tăng cường kết nối hệ thống các cửa khẩu đường bộ, cảng biển. Đặc biệt, hội chợ Trung Quốc ASEAN hàng năm được tổ chức tại Quảng Tây là cơ hội lớn để doanh nghiệp hai nước thúc đẩy hợp tác.